Xin chào anh em nha. Trả lời kinh mấy công cụ Đức Tùng xin dì quyêu con máy tiện ta khao ca nha anh em. Hơi tình trạng nó đây. Để em xôi qua một vòng cho anh em xem nha. Con này có cục đá mài nữa nè. Con nữa ếch me còn đẹp nha anh em. Băng nè. Con này đại dao còn đẹp nha, không có bị da quẹt gì hết nha anh em. Rồi. Con này tay lấy thuận, có hầu nha anh em. Con này nó chạy 12 số nha anh em. Số nhanh nhất của nó là 1250 vòng trên phút. Số chậm nhất đó là 24 vòng trên phút nha. Rồi để em đo thông số nha anh em. Đo trung tâm rồi. Đây, con này trống tâm tới đây là 2m3 nè. Đó. Rồi. Qua bàn giao. Con này qua bàn giao đó là 25 nha anh em. Đây nè. Rồi qua hầu. Con này qua hầu nó là 52 nha. Qua băng nó là 38. Con này nó chạy cái mâm cặp là 3 tấc 2. Rồi. Rồi để em test cho nó chạy nha anh em. Con này cái lỗ nó nằm sâu ở trong lỗ chắc 55-60 vậy á. Đây nè. Em dướng cái đống đồ đây em không có đo dạch dở cái đo được. Rồi, để em test cho nó chạy thử coi. Máy chạy rất là êm nha anh em. Tay nhớt bơm đầy đủ nha.
thì nó chạy đây, nhấc bơm đầy mà kiến luôn. Đó, em test chạy vài số rồi. Rồi, em chạy số 480 nè. Rồi, em chạy số lớn nhất đi. Là 1250 vòng trên phút. Đó. Máy chạy rất là êm luôn nha anh em. Đây, thắng điện bật qua đây. Không thắng là bật qua đây nha anh em. Rồi em chạy số 200 vòng trên phút này. Đó. Em chạy cắt số cho anh em xem. Rồi em chạy số 110 nè. Đó. Máy chạy im nha anh em. Rồi em chạy số anh em thường xài nè, là 660 vòng trên phút nè. Ô, máy chạy rất là êm nha. Rồi để em chạy test chạy tự động đây. Rồi đây ít mét trơn chạy nè. Đó em chạy tự động nha. Con này chạy tự động rất là dễ luôn, chỉ đây gạt lên là chạy bằng dao ngang thôi. Đó. Rồi đè cái này xuống, bẻ qua đè xuống là chạy bằng dao dứt. Đó, để lên giữa là mo rồi vậy thôi. Con này là chạy tự động, cái bàn dao chạy tự động rất dễ chạy. Rồi em chạy ít mấy gân nè, chạy ghen nè, đây đó, phun xích quay chạy nha anh em. Con này là các chức năng chạy ok. Con này bơm nhất băng đồ còn đầy đủ anh em. Nó nhớt còn bơm luôn, nhớt còn châm nhớt đầy đủ luôn. Bơm lên băng đầy đủ. Rồi con này có thêm cục đá mài nữa đây. Đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng con tiện Taka, con tiện Takaoka thì anh em liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.